Chào các em, bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về biểu thức đại số. Bài học này có nhiều khái niệm mới mẻ, các em cần chú ý lắng nghe và ghi chép vào tập. Nào, bắt đầu thôi. Trước hết, hãy xem anh nông dân này có vấn đề gì cần chúng ta giúp đỡ nào. Chào các bạn. Tôi cần dựng một hàng rào bao quanh chuồng bò để chúng không chạy đi mất. Các bạn giúp tôi tính xem cần mua bao nhiêu mét hàng rào nhé. Biết rằng chuồng bò hình chữ nhật có chiều dài 40 mét, chiều rộng 28 mét và có lối đi chính giữa rộng 4 mét như hình bên. Các bạn giúp tôi nhé. À, như vậy cái chúng ta đi tìm chính là chu vi hình chữ nhật này. Bây giờ chúng ta cùng xem sơ đồ minh họa. Dài 40m, rộng 28m, ở giữa có một lối đi rộng 4m. Tức là số mét hàng rào cần mua chính bằng chu vi hình chữ nhật trừ chiều rộng lối đi. Chính xác. Như vậy ta sẽ có được kết quả là 40 cộng 28 tất cả nhân 2 trừ 4 bằng 132m. Ồ, lại có một ông nông dân nữa. Để xem vấn đề của ông là gì nào. Xin chào các cháu. Ta muốn xây hàng rào bao quanh chuồng gà hình chữ nhật, dài 36m, rộng 12m và có lối đi ở giữa rộng 2m. Thì cần mua bao nhiêu mét hàng rào đây? Thì ra vấn đề của ông nông dân và anh nông dân là như nhau. Để xem sơ đồ minh họa chuồng gà của ông nào. Dài 36m, rộng 12m và có lối đi rộng 2m. Như vậy thì số mét hàng rào cần mua chính bằng chu vi hình chữ nhật trừ chiều rộng lối đi. Kết quả là 36 cộng 12 tất cả nhân 2 trừ 2 bằng 94m. Qua hai ví dụ vừa rồi, chúng ta thấy ngay một trường hợp tổng quát lên, đó là muốn tính chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài là A m, chiều rộng là B m và có một khoảng hở rộng C m, thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là A cộng B tất cả nhân 2 trừ C. Các em nhìn cho cô hai biểu thức ở bên phía tay trái thì thấy ngay các biểu thức này được cho bởi các số, dấu các phép tính, cộng, trừ, nhân, vân vân. Ta gọi chung nó là biểu thức số. Còn biểu thức ở phía tay phải, biểu thức này ngoài số, phép tính, chúng ta còn thấy các chữ cái và các chữ cái này đại diện cho các số. Ta gọi chung nó là biểu thức đại số. Vậy thì từ hai ví dụ và trường hợp tổng quát này, chúng ta có các khái niệm về biểu thức số và biểu thức đại số như sau. Trước tiên, biểu thức số, các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hay nâng lên lũy thừa. Ví dụ, biểu thức 40 cộng 28 tất cả nhân 2 trừ 4, hay biểu thức 12 chia 6 trừ cho âm 3 mũ 2, hoặc là biểu thức 15 mũ 3 nhân 4 mũ 7 trừ 56 chia âm 2. Thì các biểu thức này có đặc điểm chung là gồm các số, dấu các phép tính, cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta gọi nó là biểu thức số. Tiếp theo, biểu thức đại số thì những biểu thức mà trong đó ngoài các số, dấu các phép tính, cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, còn có các chữ đại diện cho các số. Cô lấy ví dụ, biểu thức A cộng B tất cả nhân 2 trừ C. Trong biểu thức này có các chữ A, B, C đại diện cho các số. Hay biểu thức x mũ 2 cộng 2x
2 nhân cho mở ngoặc xy trừ y mũ 5 đóng ngoặc. Biểu thức này cũng có các chữ đại diện cho các số là x, y, vân vân. Các biểu thức này chính là các biểu thức đại số. Ta đến với chú ý sau. Ta thường không viết dấu nhân giữa các chữ cũng như giữa số và chữ. Ví dụ, ta sẽ viết x y thay cho x nhân y, hay là viết 4x thay cho 4 nhân x. Chú ý thứ hai, 1 nhân x bằng x nên trong mục tích ta thường không viết thừa số 1. Ví dụ, ta viết x y thay cho 1 x y, hay là viết x mở ngoặc y cộng 2 đóng ngoặc thay cho 1 x mở ngoặc y cộng 2 đóng ngoặc. Và chú ý thứ ba, trừ 1 nhân x bằng trừ x nên trong mục tích ta không viết thừa số trừ 1 mà viết dấu trừ đằng trước. Ví dụ, ta sẽ viết trừ x y thay cho trừ 1 x y, và viết trừ mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc thay cho trừ 1 mở ngoặc x cộng y đóng ngoặc. Ta có ví dụ, viết các biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi được sau ít giờ của một ô tô đi với vận tốc 30 km/h. Ở đây, muốn tính được quãng đường, ta lấy vận tốc nhân thời gian. Vận tốc là 30 km/h, thời gian là ít giờ. Như vậy, S bằng V nhân T bằng 30 x, trong đó x được gọi là biến số. Tiếp tục, viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là A, đáy nhỏ là B, chiều cao là H. A, B, H có cùng đơn vị đo. Vậy ta có biểu thức S bằng 1/2 mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc nhân H, trong đó A, B, H là biến số. Ví dụ thứ ba, viết biểu thức đại số biểu thị thời gian tự học của một học sinh trong một tuần. Viết mỗi ngày học sinh đó dành T giờ để tự học. Riêng ngày chủ nhật, thời gian tự học nhiều gấp đôi ngày thường. Tức là ngày thường học 2 giờ, ngày chủ nhật sẽ học 4 giờ. Như vậy, ta sẽ có biểu thức thời gian tự học như sau. 6T cộng 2T. Trong đó, 6T là thời gian tự học của 6 ngày trong tuần. 2T là thời gian tự học của ngày chủ nhật. Vậy, T cũng được gọi là biến số. Từ đây, ta có trong biểu thức đại số, các chữ có thể đại diện cho những số tùy ý nào đó. Ta gọi những chữ như vậy là biến số. Biến số có thể thay đổi tùy ý, có giá trị bất kỳ. Cô lấy ví dụ, x là biến số của biểu thức 30x, hay t là biến số của biểu thức 6t cộng 2t. Và thêm một chú ý nữa, ngược lại với biến số chính là hằng số. Hằng số là một số không thay đổi giá trị trong bất cứ tình huống nào. Ví dụ, chu vi hình vuông có công thức là C bằng 4A, trong đó 4 là hằng số, A là biến số. Nghĩa là dù hình vuông lớn hay nhỏ thì công thức tính chu vi vẫn là C bằng 4A. Số 4 này không bao giờ thay đổi. Cái thay đổi ở đây là A, chính là độ dài cạnh hình vuông. Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép toán trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán như trên các số. Chẳng hạn, tính chất giao hoán x cộng y bằng y cộng x cho phép cộng, và x nhân y bằng y nhân x cho phép nhân. Hay tính chất kết hợp
tính chất phân phối hay quy tắc dấu ngoặc. Ta tiếp tục đến phần tiếp theo. Ví dụ, biết rằng buổi sáng nhiệt độ là T độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm ít độ so với buổi sáng. Buổi chiều lúc mặt trời lặn, nhiệt độ giảm đi y độ so với buổi trưa. Lập biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn theo T, X, Y. Như vậy, nhiệt độ vào buổi sáng là T độ, buổi trưa tăng thêm ít độ, tức là T cộng X. Lúc mặt trời lặn giảm y độ so với buổi trưa, tức là lấy nhiệt độ buổi trưa trừ y, ta sẽ có được nhiệt độ lúc này. Vậy, nhiệt độ lúc mặt trời lặn là T cộng X trừ y. Tiếp tục, tính nhiệt độ lúc mặt trời lặn, biết T bằng 21, X bằng 7, y bằng 5. Tức là buổi sáng nhiệt độ là 21 độ, đến trưa tăng thêm 7 độ so với buổi sáng và đến lúc mặt trời lặn giảm đi 5 độ so với buổi trưa. Như vậy nếu cô đặt A là biểu thức T cộng X trừ Y, thì lúc đó tại T bằng 21, X bằng 7, Y bằng 5, nhiệt độ lúc mặt trời lặn sẽ là A bằng 21 cộng 7 trừ 5 bằng 23 độ. Trong đó, A bằng T cộng X trừ Y, đây chính là biểu thức đại số. Còn 23 là giá trị của biểu thức đại số tại các giá trị của biến X, Y và T. Từ ví dụ này, ta rút ra được cách tính giá trị của một biểu thức đại số như sau. Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính. Ví dụ, tính giá trị của biểu thức D bằng 2M cộng N tại M bằng 9 và N bằng âm 2. Theo cách tính thì ta sẽ thay giá trị của M và N vào biểu thức. Ta có D bằng 2 nhân 9 cộng âm 2, kết quả là 16. Vậy giá trị của biểu thức D bằng 2M cộng N tại M bằng 9 và N bằng âm 2 là 16. Ta đến với ví dụ cuối cùng. Tính giá trị của biểu thức A và B. Bài tập này dành cho các em. Các em có 2 phút để hoàn thành bài tập này. Hãy bấm dừng video để hoàn thành bài tập. Sau khi thời gian kết thúc, các em tiếp tục video để đối chiếu kết quả. Thời gian bắt đầu. Quay trở lại với ví dụ. Để tính được giá trị của biểu thức A tại x bằng âm 1, cô sẽ thay x vào biểu thức A. Ta được A bằng 3 nhân âm 1 mũ 2 trừ 5 nhân âm 1 cộng 1. Ở đây các em cần lưu ý âm 1 mũ 2, một số âm mà lũy thừa chẵn, kết quả thu được là một số dương, tức là âm 1 mũ 2 bằng 1. Vậy ta sẽ có 3 nhân 1 cộng 5 cộng 1, kết quả là 9. Vậy giá trị của biểu thức A tại x bằng âm 1 là 9. Ví dụ B. Tính giá trị của biểu thức B tại x bằng âm 1, y bằng 1. Ta cũng sẽ thay giá trị của x và y vào biểu thức B. Ta có B bằng âm 1 mũ 2 nhân 1 mũ 3 cộng âm 1 nhân 1. Tương tự như ví dụ của biểu thức A, âm 1 mũ 2 kết quả là 1, đúng rồi. 1 mũ 3 cũng là 1, âm 1 nhân 1 là âm 1. Vậy ta có 1 nhân 1 trừ 1 là 0. Vậy giá trị của biểu thức B tại x bằng âm 1, y bằng 1 là 0.
Như vậy, qua bài học này, các em cần nắm cho cô biểu thức đại số là biểu thức mà trong đó ngoài các số, các dấu phép tính, cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, còn có các chữ đại diện cho các số. Và để tính được giá trị của một biểu thức đại số, ta sẽ thay giá trị của các biến vào biểu thức, rồi thực hiện các phép tính. Bài học hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những bài học sau.